iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ bị đổi màu nếu không sử dụng ốp lưng. Đây là một điều được chính Apple thông báo, và nguyên nhân của vấn đề này là do Apple đã chuyển sang sử dụng một chất liệu hoàn toàn mới là Titanium thay thế cho thép không gỉ trên những phiên bản Pro và Pro Max của dòng iPhone 15 series. Titan có một đặc trưng thú vị là thể hiện màu sắc giao thoa, và bề mặt của kim loại này có thể trông giống như cầu vồng khi được nung nóng. Và khi bạn chạm vào Titan bằng tay chân thì lớp dầu mỏng từ ngón tay của bạn sẽ dính vào bề mặt, cũng gây ra hiệu ứng tương tự. Theo phó giáo sư đến từ Đại học Bách khoa Milan thì một trong những nhược điểm lớn nhất của việc sử dụng chất liệu Titan là sự thay đổi màu sắc khi mà các vết nhờn gây ra trên bề mặt. Tuy nhiên là nếu bạn đã mua những chiếc điện thoại đắt tiền này thì cũng không cần quá lo lắng, vì theo Apple thì bạn chỉ cần một khăn mềm và một chút hơi ẩm là có thể phục hồi được chiếc điện thoại về màu sắc cũ rồi. Có vẻ như là năm nay chất liệu Titanium đem đến cho Apple nhiều phốt quá.